Chu Biêu hai lô, dễ tiêu hóa, chắc khỏe xương. Ba lô không? Không dành cho bạn này. Em có lô không? Để tao coi mày làm ăn được không nha. Trời là trời. Trời ơi. Rồi xong. Đấy cô gái Việt Kiều. Việt Kiều lành ít chữ Kiều. Đó chị xuống vô qua nè. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi bác tài bác học luôn. Cam 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 chị khám xanh. Cam 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 xanh lá. Chị khám xanh đỏ đỏ đỏ. Tiếp tiếp tiếp. Giang xong. Xong 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 xong. Đưa mà còn đưa hụt quá. Trời ơi, đáng quá. Tôi chán cái độ tôi ghê luôn. Tôi chán cái độ tôi ghê luôn. Ghê luôn. Đi trên dây. Chúng ta hãy nhìn từ phía bên đây. Ủa, sao lên nhanh vậy? Hai đội chơi riêng biệt, đội chơi trước và đội chơi sau. Dạ. Người đầu tiên của đội mình xuất phát. Nằm lên. Nằm hả? Nằm lên. Đúng rồi, đó, bò, bò. Đúng rồi, đó, đúng rồi, bắt đầu bò. Bắt đầu bò. Người đầu tiên bò. Một vài bước chân thì người thứ hai bắt đầu xuất hiện. Ồ. Và nhiệm vụ của người thứ ba là vượt qua người thứ nhất, vượt qua người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp 70 người xuân. Sau đó quay về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, đội đó giành chiến thắng. Vượt quá. Xin hỏi đội mình hiểu không? Đầu luôn hả? Hiểu chưa? Hiểu ạ. Xếp xây đây ạ. Ra cái gì? Ra cái búa. Búa. Ra gì? Bây giờ khoan, thắng đi trước. Thắng quyết định. Thắng quyết định. Ok. Em ra gì? Em ra cái bao. 2, 3. Thiệt luôn. Thật thà quá trời. Không ai giờ chị thua anh không hoài. Không có bao giờ thắng được đâu. Thôi mà thôi. Anh lại đẹp bô. Cho một lần nữa. Cái gì? Cho một lần nữa. Coi như bạn này cắt. Quyết định. Ai lên? Lên. Không sao chị ơi. Cho bé Ngọc đi thứ hai. Chúng ta nên nhớ thời gian càng ngắn thì càng cơ hội. Té sao anh rớt xuống sao anh? Rớt xuống đi đâu? Rớt xuống đi lại từ vị trí số 1. Một người rớt hả? Một người rớt. Ai rớt không biết. Đi lại từ vị trí số 1 là vị trí của Đinh Dương Lan Ngọc. Người bất kỳ rớt không? 3, 2, 1. Bắt đầu. Hay quá trời, bé nó dễ dàng. Thấy cái chân không? Yến nhanh nào. Yến phải người là vượt qua tất cả. Rồi, vượt chứ. Vượt đi. Vượt chứ. Yến ơi, đúng rồi. 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 Đi lại từ đầu. Ép cho. Không, nhỏ, em cố nhỏ, cho. Nhỏ, gọn, nhỏ, gọn đó. Chị ơi, nhớ đi. Đấy. Chị nèo cắt. À, đổi vị trí. Đúng rồi. Đẹp luôn á hả? Ok, nằm im cho em. Nè đó, nè kêu kêu luôn. Trời ơi. Rồi nè, nè, nè. Trời ơi. Một nụ hồng. Quá luôn không? Không cần cho bạn này. Em có lo gì à? Để tao coi mày làm ăn được không nha. Trời ơi là trời. Trời ơi. Rồi xong. Đấy cô gái Việt Kiều. Việt Kiều lành ít chữ Kiều. Đó chị xuống vô qua nè. Đúng rồi. Bác tài bác học luôn. Đừng té. Bác tài bác học luôn. Ngọc ơi cố lên đừng có té. Bác tài bác lọc luôn quá trời dữ rồi. Trời đất ơi quá trời. Quay lại. Chuyện thì các bạn không nghe. Và nhiệm vụ của người thứ ba là vượt qua người thứ nhất, vượt qua người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp. Em còn nhỏ nhất phải là nhỏ nhất hả? Gọn nhất không? Tao có người không cùng người cùng nhất rồi. Dài dài nhất rồi. Dạ, dạ, phải kèo kèo qua. Xin hỏi được hiểu không ạ? Dạ hiểu. Hiểu chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Rồi, phát lọc lần hai nè. Thảo ơi, đừng có kèo qua đầu tụi em học ngu á.
Ủa con đi học hả? Đi tiếp thôi. Ủa hả? Làm lại hả? Em đi trước em lấy cái đó. Anh ở đây rồi. Con cắn khúc giữa rồi. Anh ơi. Ngân luôn. Tôi nói rồi, dính bộ rồi. Con này gãy luôn là da, gãy luôn. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Bộ anh chắc là bộ. Không, gãy đi 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 đi, không sao đâu. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Bà này gãy hoài luôn nè nha, bà này phát tài phát lộc nè, rồi. Đây nè, cái này cái nè, gia đình hạnh phúc nè. Từ từ. Bóc vô. Em nhớ nói câu cái gì đây, em hiểu là cái gì nè, gia đình đúng không, gia đình hạnh phúc nha. Rồi. Hạnh phúc. Gia đình phấn khởi. Gia đình phấn khởi. Đi đâu, đi đâu? Một người đi thôi đúng không? Đâu, từ vị trí số 1. Trời ơi, lâu lắm á. Trời ơi. Trời. Má. Mình làm một phát được luôn hả dạ? Mệt quá. Hả dạ? Đi theo em định rồi. Các bạn nên nhớ, quy định của chương trình là ở trên hai sợi dây. Không phải mình, phải nằm liên tục. Ờ, mình làm sao để mà động động qua được thôi. Biết rồi. Hiểu không? Nhưng mà ngồi khó hơn nằm nữa. Bậy. Ngồi xích đu nó dễ hơn á. Ngồi xích đu. Nằm đi mọi người, nằm đó. Đi, để em đi cho. Nằm đi, nằm đi. Rồi đó. Nằm đi, nằm đi. Mà sao qua được? Có chừng chị tuột á. Rồi rồi, ngồi yên nha. Nè. Nằm xuống rồi. Nè. Đúng rồi. Không té nè. Yên, chị Yên nằm lưng xuống đúng rồi. Đó. Từ từ nha, Đi Ngọc, có chừng em bước qua đầu. Nữa, bị Yên qua đầu té hoài. Bà té bây giờ bị Yên. Trời ơi, công đức vô lượng. Rồi, Ngân lấy luôn. Quay lại. Về. Quay về mới khó. Rồi, bùa phát tác dụng. Cái này mà rớt mới đau nè. Bùa phát tác dụng nè nha. Đó nè, đỡ nè. Đó. Ồ, hay quá rồi con. Đó. Kéo quá trời luôn. Cái thiệt mà rớt mới đau từ đầu đó nha. Ôi, về lại thì sao anh? Đây. Từ từ, rồi. Bạn nói về là mình thành công. Bây giờ mới khó nè. Okay. Đúng rồi. Dễ rồi, khó gì rồi. Ủa Ngọc, em ngồi gì mà hai cái chân em đụng dưới đất luôn nha Ngọc. Chưa chưa té mà. Rồi. Nó lên. Từ từ. Rồi. Đúng rồi. Kéo lên kìa. Duỗi chân dài ra. Bộ sáng ăn nhiều lắm hả em? Đúng rồi Ngọc. Ủa ăn nhiều lắm không? Ăn nhiều gì lắm không? Mình gom chân, em phải lên chứ. Ủa em lên luôn hả? Tụi em có phải lên không? Không, chỉ có người đó thôi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích nha cả nhà. Ủa sĩ gì vậy? Gì? Im, kêu im, kêu im. Rồi lên luôn Ngân, đúng rồi. Yeah. Okay. Ngay từ đầu này à. Dễ hơn nè. Nặng lắm luôn. Mình đi trước đó. Phải có cái lực tay kéo á. Thời gian hoàn thành chúng tôi sẽ công bố sau. Bây giờ là đội màu hồng, xin mời. Rồi, ok. Chúng tôi sẽ chờ đợi tiếng lực hồi nãy giờ. Treo hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tôi ngồi trước đúng không? Để coi tiếng lực vượt qua thời gian bao lâu. Anh đây. Sức đu tiên đồng tiền cưới vợ. 3, 2, 1, go. Đúng có vậy, đúng có kìa. Đúng có vậy. Chờ ông chú nè, coi ông chú nè. Ông chú là té chắc rồi. Đúng rồi. Đó, quá đơn giản. Anh nằm giống em đi. Đây là hả? Chúc chị dạ lên chị Đạt. Quá dễ luôn quá. Đó, quá dễ rồi. Cái chị dạ mới khó nè. Chị làm khó. Đạp lên bụng đi thôi chứ khó gì. Ê, coi chừng nó chùi. Đúng rồi, đạp lên bụng anh Luật đi dễ nhất. Em xin lỗi gì cha, em xin lỗi gì cha. Kéo dây gần lại xíu Vinh. Em, trời ơi. Quá trời ngon luôn. Gì vậy? Ủa, gì vậy? Bậy ơi. Đưa người ta lên bàn. Sẽ trừ thời gian ra 5 giây. Rớt cái nào cũng đi lại từ đầu nha. Bên đây mà chơi ăn gian là bên đây thua luôn nha anh Giang. Trời, giờ cũng thua rồi, có gì đâu. Ôi, trời. Không ngọt hay gì đó. Trời, gì kỳ vậy trời. Ngọt hay gì đó. Thôi.
Đừng để ta đi, để ta đi bây giờ. Đừng Đi sao? Thưa quý vị thân mến, như vậy chúng ta có cần thiết với nghe thời gian không ạ? Phải nghe để biết cách xa bao nhiêu lâu là nhục nhã. Thôi không cần ạ, không cần ạ. 30 giây. Thôi mình chơi vui thôi mà. Rồi. Đúng rồi. Không cho thằng này. Em cho là tôi đi. Trái đi lại từ đầu. Của Ninh, Dương Lê Ngọc, Võ Hoàng Yến và Thúy Ngân, thời gian là 4 phút 45 giây. Lam Vy Già, Tiến Luật và Tư Tư Vinh vượt qua thời gian là 2 phút 10 giây, chưa được một nửa của mình nữa. Đâu sao đâu, 3 lần kinh nghiệm rồi. Đi đầu mới là vinh quang anh. 3 lần trò chơi này 3 lần lận mà. Không, đi đầu mới là vinh quang. Đúng rồi, đi đầu mới là vinh quang. Trò chơi đầu tiên, đội màu hồng chiến thắng. Trò chơi số 1 chiến thắng rồi thì những trò chơi sau khả năng là thắng cao. Đúng. Còn đội màu xanh chúng ta đợi trò chơi tiếp theo cũng hấp dẫn không kém. Ngay bây giờ là trò chơi tiếp theo. Chúng ta đang đến với trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười sao. Cũng là cái đạo cụ này, cái trò chơi này, nhưng mà khác một chỗ là chúng ta đối kháng. Đối kháng. Trò chơi này cần sự tinh mắt và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Sẽ có hệ thống bảng màu xuất hiện trên cái màn hình LED và đội mình lập tức nhìn vào đó, xếp thứ tự từ trên xuống dưới, kể cả gối cũng là một nhân vật. Khi chúng ta sắp xếp xong theo đúng như bảng màu quy định trên màn hình LED, chúng ta sẽ báo. Sao? Đội chưa báo là chưa hoàn thành. Đội nào hoàn thành trước thắng. Dạ. Ok. Có không thể nào nhận ra màu gì không? Red, red, red. Cái đó màu đỏ mà ren gì? Red. Trời, làm người không chịu, làm trâu làm bò thì chịu. Hai đội làm một lượt. Đúng vậy, chúng ta sẽ có nhiều lượt chơi về các loại màu sắc cũng như chữ viết. Lát nữa sẽ xuất hiện hai đội cùng thi đấu. Đối kháng 3, 2, 1, bắt đầu. Vàng là lực. Lật lật, tiếp trước lại lên. Cái lắc hay, xin lắc hay. Màu đỏ, đỏ. Cái em, tâm dương. Còn tiếp em. Tiếp cho em, tiếp cho cùng. Quen. Sao? Xuống. Khoan, nằm im. Nằm im. Như vậy là đội bên đây đã xong. Chúng ta xuống nè, dạ bên lên. Ủa, chơi chưa? Tôi nằm xuống rồi, không ai nằm lên tôi hết. Bên này á, chưa có hiểu được. Rồi, chúng ta hãy xem đây. Màu vàng, chú Thế Vinh, đúng. Màu xanh, chị Khánh, đúng. Màu trên chị Khánh là màu đỏ. Trên chị Khánh nữa, chúng ta quy định màu này màu xanh nha mọi người. Và sau đó là màu cam. Và ở trên nữa là màu tím. Okay. Mà mắc cái gì mà người ta nằm ở đây để người ta dễ thấy. Chui đi ở đó rồi ai mà thấy cái màu. Lượt đầu tiên đội chị Lê Khánh chiến thắng, xin chúc mừng. Yeah.
Cũng ngựa lắm. Tôi tính là quay hình. Tôi nằm ngay cái GoPro kìa. Đó, cuối cùng cái máy quay anh thua đó. 3, 2, 1, được, tiếp theo. Go. Tiếp. Cam xanh. Thơm. Cam xanh. Thơm. Không, tiếp chứ. Trò chơi này cần sự tinh mắt và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Sẽ có hệ thống bảng màu xuất hiện trên cái màn hình LED và đội mình lập tức nhìn vào đó, xếp thứ tự từ trên xuống dưới, kể cả gối cũng là một nhân vật. Khi chúng ta sắp xếp xong theo đúng như bảng màu quy định trên màn hình LED, chúng ta sẽ báo. Sao? Đội chưa báo là chưa hoàn thành. Đội nào hoàn thành trước thắng. Dạ. Ok. Có không thể nào nhận ra màu gì không? Red. Cái đó màu đỏ mà ren gì? Red. Trời, làm người không chịu, làm trâu làm bò thì chịu. Hai đội làm một lượt. Đúng vậy, chúng ta sẽ có nhiều lượt chơi về các loại màu sắc cũng như chữ viết. Lát nữa sẽ xuất hiện hai đội cùng thi đấu. Đối kháng 3, 2, 1, bắt đầu. Vàng là lực. Lật tiếp trước lại lên. Cái lá cây, xin lá cây. Màu đỏ, đỏ. Đấy em, tâm dương. Tiếp cho cùng. Xong. Xuống. Khoan, nằm im. Nằm im. Như vậy là đội bên đây đã xong. Chúng ta xuống nè, dạ mấy lần. Ủa, chơi chưa? Tôi nằm xuống rồi, không ai nằm lên tôi hết. Bên này á, chưa có hiểu được. Rồi, chúng ta hãy xem đây. Màu vàng, chú Thế Vinh, đúng. Màu xanh, chị Khánh, đúng. Màu trên chị Khánh là màu đỏ. Trên chị Khánh nữa, chúng ta quy định màu này màu xanh nha mọi người. Và sau đó là màu cam. Và ở trên nữa là màu tím. Okay. Mà mắc cái gì mà người ta nằm ở đây để người ta dễ thấy. Chui đi ở đó rồi ai mà thấy mà. Lượt đầu tiên đội chị Lê Khánh chiến thắng, xin chúc mừng. Cũng ngựa lắm. Tôi tính là quay hình. Tôi nằm ngay cái GoPro kìa. Đó, cuối cùng cái máy quay anh thua đó. 3, 2, 1, được, tiếp theo. Go. Tiếp. Cam xanh. Thơm. Cam xanh. Thơm. Xanh. Không, tiếp chứ. Nằm lên, để lên. Xong. Xong báo. Ủa vàng, xong. Rồi xong, đây để xong trước. Rồi xong trước. Ủa sao tự nhiên tắt vậy? Đây, màu tím. Tính em. Trong Lan Ngọc. Sau đó màu xanh. Xanh hả? Sau đó màu vàng. Sau đó màu xanh, màu đỏ. Rồi, đúng, chính xác. Xe đi. Lượt thứ hai đội Tiến Luật thắng, tỷ số hiện tại là 1-1. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị. Nằm sẵn đi, đừng ngồi, mất thời gian quá. 3, 2, 1, vô. Xanh lá, xanh lá, xanh lá. Cam. Đỏ. Rồi, xong. Dần. Đâu cho con dừng lại. Giữ im đó. Ở da mẹ nặng quá. Rồi, như vậy là đội xong trước là Vinh, nhưng mà Vinh sai mới nhét cái gối xuống. Rồi, loại. Bây giờ đếm luôn nè. Màu xanh. Màu chứ. Màu xanh, lan ngọc. Đúng rồi. Màu đỏ. Tím. Tím. Vàng. Yeah. Không phải, anh vàng. Anh Giang để ý đi, chị Dạ kêu xong từ nãy giờ mà anh không nghe. Không nghe tại cái giọng yếu quá. Trời ơi, sao em la nổi anh? Anh Luật là cuối cùng luôn á. Vậy thì bây giờ mình đừng có la, mình cứ vậy thôi. Okay. Là tôi biết xong, sẵn sàng chưa? Ok. Rồi. Hiện tại tỷ số là 2-1 nha, mình thắng 2 lượt. Em là cam xanh, ừ. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Cam, chị Khá xanh. Cam, xanh lá. Chị Khá xanh đỏ. Đỏ. Tiếp. Vàng đỏ. Sao, chưa mà còn đưa hụt quá. Sao, đau quá. Tôi chán cái độ tôi ghê. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra Thúy Ngân, chị Lê Khánh. Màu đỏ, màu tím, Cú Vinh màu xanh. Chính xác, hai đều. Tôi đã xong. Tôi không phục. Tại vậy? Tại vì bên đây Lan Ngọc đưa cho tôi mà đưa hụt. Trời ơi, giữ thì không chịu giữ đi. 3, 2, 1.
Vô. Kìa nó xanh lá. Màu xanh. Xanh lá, xanh lá chị. Đỏ, đỏ. Vàng nữa. Anh. Tiếp, tiếp, tiếp cầm. Sao, tiếp cầm. Sao? Bên đây cho em, cho em. Bên đây trước, bên em. Khoan. Bên đây trước, em trước. Người ta xếp chồng lên nhau, con này không có chồng. Ủa thì chồng đúng rồi, nghĩa là chồng thôi. Trời ơi, lẹ đi em chết. Lẹ xong mà. Nhưng mà xét về mặt đẹp là bên đây đẹp hơn nè. Ủa không có tính đẹp. Từ nãy không có nói đẹp. Hồi nãy không có nói đẹp. Rồi, thắng. Yeah. Ủa sao vậy? 2 ngày 1 đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Tỷ số hiện tại là 3-2. Ê, đó nghe là từ từ mình bước là từ từ rồi, mình đừng có nhảy lên vậy. Không phải, không kịp bên kia người ta chỉ có lồn vô. Anh là không có coi hỗ trợ cho đội gì hết. Ôi, mỗi lần mà anh lên. Ok, bây giờ anh nghĩ vậy nè, mình chơi hên xui luôn đi. Bây giờ tôi nằm trước, thí dụ mà nó mở lên màu vàng là mình thắng. Ôi, lẹ kìa. Thánh thân, ủa đâu chưa? Đỏ vàng luôn. Đỏ. Vàng. Cáp. Ủa lộn, kiếp. Cáp đó. Xanh, xanh. Cáp đâu? Cáp. Vàng và cáp. Sao? Cáp. Lẹ đi. Lẹ đi vàng, lục vàng. Lẹ sao thầy, lẹ sao thầy. Sao chưa vậy lắm? Lộn lên, lộn lên, lộn lên, lộn lên. Lộn lên, lộn lên. Lộn lên. Lộn Sao mày đây sao? Em ơi, em là màu trời vàng đó. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ em luôn. Bà La Ngọc, bà La muốn gãy cái cổ luôn. Ờ, mà anh lượt anh không chịu lên. Đỏ, cam, cam xong là tím. Vàng, tím xong là xanh dương, xanh lá. Ê, coi. Mình còn một lần nữa không ta? Xanh vàng, xanh lá, rồi chiến thắng, 3 đều. Ủa sao vậy? Đứng, làm gì? Hai, làm gì đứng? Sao dễ sợ, kêu mình nằm xuống trước. Mình vừa nằm xuống kêu không lộn rồi. Hiện tại là 3 đều, có nghĩa là xác suất là đội nào cũng có thể chiến thắng. Cái này là cái gì vậy? Còn 2 lượt chơi nữa. Còn 2 lượt nữa hả? 2 lượt chơi nữa chúng ta cũng sẽ sắp xếp, nhưng theo nội dung. Tôi nói xin nhắc lại là hãy theo nội dung, tức là nội dung nó có gì thì mình xếp đấy. Sẵn sàng chưa? Không, tức là nội dung chứ phải hình ảnh đúng không? Tôi không nói thêm nữa, tôi chỉ nói là hãy nhìn về nội dung. 3, 2, 1, bắt đầu. Tiếp, cam, vàng, xanh lá. Sao? Theo chữ chứ phải theo màu. Theo chữ. Cái chữ đó nó nói cái gì thôi. Nè, tím cam nè, xanh nè. Sao anh không chụp cái cuối anh leo lên? Đúng rồi mà Vinh. Đúng hết trơn rồi mà em sao vậy? Ừ, có mình anh. Sao vậy? Em tưởng sao em ngại đúng không? Vậy, tím mà người ta xếp rồi mà. Tự nhiên em thấy nó màu đỏ. Tào lắm. Đây, ở dưới cùng là tím, cam, xanh lá, xanh dương, vàng và đỏ. Bốn bà. Ai ở dưới thì mình ngồi phía sau, mình ngồi dưới này thôi, ngồi trên này thở không được. Bốn bà. Nếu họ thắng được thì thắng, còn mình thắng được nữa mới quề chứ. Cố lên, đổi đồng tác hình nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Vô. Như vậy là hiện tại ở trò chơi này mình đang huề nhau. Một lần nữa nè. Bây giờ mình chơi lượt cuối cùng để tiểu đội chiến thắng. Lượt cuối thì mấy anh chị tập trung đi. 3, 2, 1. Cam. Chị luật màu màu. Bây giờ chúng ta kiểm tra màu cam, màu tím, màu xanh, màu xanh dương,
màu đỏ và Trương Thi Vinh, chính xác. Bây giờ chúng ta đã có kết quả ở trò chơi này, đội mình thắng. Nhưng trò chơi trước họ thắng, tỷ số tới thời điểm này là 1-1. Hay quá chị ơi.